Vâng, để Hùng hát cao bốc bài xong rồi Hùng ra xe Hùng lấy album vô tặng cho mấy anh em nha. Cách đây 2 tuần là Hùng mới vừa ra mắt một phim ca nhạc mới rồi mà là Hùng mới vừa tặng quý vị các bạn. Một chút xíu Hùng ra xe lấy vô tặng nữa. Anh trai, anh nhìn anh nói với anh em chút xíu em tặng, em chờ anh tặng với mấy anh em chị em nha. Cảm ơn em đã chọn em món quà tặng cho quý vị. Mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm vô tình anh lại được nhìn em trong nỗi đau con tim ta mây em đâu nghĩ đâu ngờ cơn mơ phù du anh biết quen kiếp nào rồi lời ta trao cho nhau luôn về nguyện với nhau kiếp người và rồi cũng dần tan anh đắm trên quen đi kia. Thank you.